đã rất lâu rồi. Tháng trôi qua rồi, chắc tất cả các bạn đang rất mong chờ tập 1 tròn 48. Thôi, sẽ là công chiếu cao sớm và tốt ơi. Vâng, để trả lời cho câu hỏi này thì hôm nay 16 giờ chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ con cũng thấy rồi đó, sức mạnh của Reba mạnh hơn chúng ta chỗ rất nhiều. Lần này các san mạnh nhất ở Undertale phải hợp lực lại để chống lại nó. Con hãy cùng thằng 4 và thằng 6 ngăn hắn lại đi. Bật nhanh thiệt đó, nhưng mà tại sao hắn lại biết mình ở đây cơ chứ? Trong mấy sự mất công tại sao Reaper khá là mạnh đấy các bạn. Khi mà hắn khi mà cái tên Yano này đã đấu đầu cả mấy bảy cung bảy của chúng ta đó các bạn. Và để nói bảy cung bảy của chúng ta cũng xem ra cũng chưa chắc là sao lúc có thể nào người cũng truy đuổi ta đến cùng vậy hả Reaper? Thật sự không thể tha thứ được. Rồi chúng ta lại xem này, Kino của chúng ta đấu với Reaper Sun như thế nào nhá. Vì các bạn biết là Kino của chúng ta đấu với Reaper Sun như thế này. Ta đã nói rồi, người không có quyền quyết định ai sẽ chết đâu, Reaper. Không có quyết định. Các bạn biết tại sao mà mọi người hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn nhớ đón xem tập 148 vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay nhá. Ok, bye bye.